Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về biến và hàng số ở trong lập trình C. Để có thể hiểu rõ tại sao cần phải có variable tức là biến thì chúng ta xem xét cái kiến trúc logic của máy tính. Trước hết là các cái thiết bị xử lý thì sẽ bao gồm ở CPU thì đây là cái thiết bị xử lý trung tâm và bộ nhớ là sẽ lưu giữ các cái thông tin dùng cho chương trình trong lúc chương trình thực hiện. Có nghĩa là các cái thông tin này sẽ được đọc và được xử lý bởi CPU. Khi cài đặt chương trình thì chương trình sẽ được lưu giữ ở trên địa cứng và các thiết bị lưu giữ thông tin thì gọi là second storage tức là các cái thiết bị lưu trữ thứ cấp. Chúng ta có thể nhập dữ liệu vào sử dụng các thiết bị input và xem cái kết quả nhận được thì sử dụng các thiết bị output tức là các thiết bị hiển thị hay là thiết bị xuất của thông tin ở trong nội dung này thì chúng ta sẽ thấy cái phần memory tức là bộ nhớ và bộ nhớ còn được gọi đó là các thiết bị lưu trữ chính và địa cứng nói chung thì gọi là các thiết bị lưu trữ thứ cấp và khi chương trình thực hiện thì toàn bộ thông tin của chương trình sẽ được lưu vào và nạp vào trong bộ nhớ và sau đó thì CPU sẽ đọc các thông tin này lên thực hiện xử lý thông tin và trả về thì CPU thì bao gồm ba cái thành phần chính đó là Control Unit, Arithmetic, Logic Unit và Register Storage Area thì các cái nội dung này thì chúng ta sẽ không đi vào chi tiết tuy nhiên thì nhiệm vụ của CPU sẽ cho phép là đọc các thông tin từ bộ nhớ thực hiện xử lý và lưu lại thông tin vào ở trong bộ nhớ thì chúng ta sẽ thấy là khi lập trình chương trình thì cần một vùng nào đó ở trong bộ nhớ để lưu các cái thông tin giá trị hay là dữ liệu để giúp cho cái chương trình có thể được đọc bởi CPU và được xử lý các cái dữ liệu này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi là vì sao phải có biến. Thì để trả lời thì chúng ta hình dung là khi khởi động một cái chương trình ví dụ như là game thì máy tính cần đến một nơi để lưu các cái thông tin cần thiết trong cái quá trình hoạt động của chương trình thì từ đó chúng ta sẽ cần một thành phần gọi là bộ nhớ hay còn gọi là RAM thì đối với bộ nhớ RAM càng lớn thì khả năng lưu trữ các cái thông tin nhiều hơn và sẽ giúp cho máy tính của chúng ta hoạt động ổn định hơn khi vận hành những cái chương trình lớn. Và tương tự, một chương trình cần sử dụng nhiều dữ liệu và điều quan trọng là chúng ta cần một nơi để chứa các cái dữ liệu đó và một nơi đó gọi là biến hay là variable. Và định nghĩa biến là gì thì biến là tên của một vùng nhớ để chứa dữ liệu những dữ liệu có thể do người dùng nhập vào và các cái dữ liệu trung gian cần để có nơi lưu trữ để thực hiện tính toán hay là các cái kết quả đầu ra sau khi đã thực hiện tính toán và giả sử là chúng ta mong muốn nhập vào giá trị 10 và nhập vào một giá trị 2 thì giá trị 10 và giá trị 2 cần một nơi để lưu trữ và trong quá trình thực hiện là phép tính 10 x 2 và sau khi thực hiện xong thì cái kết quả của phép tính thì cũng cần một cái nơi lưu trữ cái kết quả này và lúc đó thì chúng ta cần khai báo các biến tương ứng và lưu các giá trị 12 và 10 nhân 2 vào trong các biến tương ứng. Và trong hình thì chúng ta có thể hình dung biến như là một cái sọt và cho phép là chứa cái dữ liệu vào ở trong sọt và chúng ta có thể lấy dữ liệu từ sọt ra để thực hiện tính toán và xử lý, sau đó đưa dữ liệu vào trở lại hoặc là lấy ra hoặc là thay thế dữ liệu vân vân. Cú pháp dùng để khai báo biến thì sẽ xác định đó là kiểu dữ liệu, sau đó sẽ là tên biến và dấu chấm phẩy. Dạng thứ hai là kiểu dữ liệu tên biến một dấu phẩy và tên biến 2, dấu chấm phẩy để kết thúc cái câu lệnh khai báo. Với kiểu dữ liệu với kiểu khai báo thứ hai thì cho phép là chúng ta khai báo nhiều biến, biến một biến 2 có cùng kiểu dữ liệu và ví dụ là khai báo biến a có kiểu int và trong này thì sẽ xác định đó là int là kiểu dữ liệu và a là tên biến và ở đây thì xác định dấu chấm phẩy và tương tự như vậy thì khai báo biến b b là tên biến và kiểu dữ liệu int khai báo hai biến A và B có cùng kiểu dữ liệu int thì chúng ta sẽ xác định int là kiểu dữ liệu và A là biến thứ nhất và B là biến thứ hai. Ngoài ra chúng ta có thể khai báo nhiều biến chứ không phải là hai biến trong có cùng kiểu dữ liệu giống như ví dụ thì có thể khai báo hàng loạt biến A, B, C, D, A, F thì tùy theo cái yêu cầu lưu trữ của chúng ta trong cái quá trình là tính toán thì chúng ta có thể là khai báo cùng lúc là nhiều biến. Khi khai báo các biến thì chúng ta cần xác định đặc điểm của biến thì mỗi biến sẽ có kiểu dữ liệu riêng và được xác định giá trị và phạm vi giá trị có thể được lưu vào cho biến và biến phải được khai báo ở đây thì chúng ta lưu ý là biến phải được khai báo rồi mới sử dụng. Tên biến sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường và đây là một đặc điểm rất là đặc trưng của ngôn ngữ lập trình C. Khi mà chúng ta viết thường và hoa nhiều lúc là không chú ý và đối với C thì sẽ phân biệt là chữ hoa và chữ thường. Và ví dụ là xây dựng các cái giá trị Đầu tiên là biến dùng để lưu thông tin đó là pop lưu giá trị true và lưu giá trị 35 thì mẫu biến có những cái đặc trưng về kiểu dữ liệu riêng và kiểu dữ liệu sẽ xác định giá trị có thể được lưu vào cho biến như thế nào khi khai báo các biến thì chúng ta cần phải tuân thủ theo cái quy tắc đặt tên biến tên biến sẽ bắt đầu bằng một chữ cái hoặc là dấu gạch dưới thì chúng ta lưu ý là một chữ cái các cái chữ cái ABC bao gồm chữ cái hoa và thường và cái ký tự gạch dưới tên biến có thể bao gồm chữ cái gồm các ký ký tự ABC viết hoa và viết thường ký tự chữ số và ký tự là gạch dưới Tên biến sẽ không được trùng với các từ khóa của ngôn ngữ C và nên đặt tên biến theo cái cú pháp camel case. Ví dụ là khai báo biến toán tử 1 thì toán là từ đầu tiên sẽ viết thường và các cái ký tự đầu tiên của các từ tiếp theo sẽ viết hoa và chúng ta có thể kết hợp cái ký tự chữ số vào trong đặt tên biến. Ví dụ là khai báo toán tử 2 thì toán là viết thường chữ t là ký tự đầu tiên của từ tiếp theo là sẽ viết khoa và có thể kết hợp với cái chữ số thường khi mới bắt đầu học lập trình và khi khai báo các biến thì chúng ta hay dùng tên của các biến trùng với từ khóa và chúng ta sẽ tìm hiểu từ khóa là gì và tại sao tên của các biến không được dùng với từ khóa và trùng với từ khóa. Thì từ khóa là các từ dành riêng cho ngôn ngữ C. Chúng ta sẽ không dùng từ khóa để đặt tên cho các định danh là tên của các biến, tên của hàng và tên của hàm, tên của hàng. Và bản liệt kê danh sách các từ khóa cơ bản của ngôn ngữ lập trình C ví dụ như là auto, else, long, switch vân vân và chúng ta hiện tại thì cũng không cần phải là nhớ tất cả các cái từ khóa này và các cái bài sau thì chúng ta lần lượt tìm hiểu qua các từ khóa và ghi nhớ uh, thông qua các cái nội dung của bài học và trong bảng liệt kê này thì chúng ta sẽ chú ý là tên của các kiểu dữ liệu là các từ khóa ví dụ là float là short là int là void là char và câu lệnh return là câu lệnh trả về và các bạn cũng sẽ ghi nhớ từ khóa này long là từ khóa và double là từ khóa và hiện tại thì các bạn nên ghi nhớ từ khóa là tên của các cái kiểu dữ liệu và chúng ta có thể dùng tên của các kiểu dữ liệu vào ở trong cái khai báo biến. Ở trong phần demo sẽ demo cách khai báo biến ở trong ngôn ngữ lập trình C và sử dụng các cái biến này. chạy chương trình Video Studio Code kích vào New File đặt tên đó là Variable.c nhấn Enter để tạo ra file sau đó sẽ nhập các cái nội dung đầu tiên là ở đây thì chúng ta sẽ include và sử dụng thư viện stdio.h nhấn enter và gõ main nhấn enter để thêm phương thức main vào ở trong nội dung của main sẽ thực hiện khai báo các biến ví dụ là khai báo biến a hoặc là khai báo biến a và biến b đều có kiểu dữ liệu đó là int chúng ta có thể khai báo một biến lon là biến c và khai báo một biến d ở đây thì chúng ta lưu ý là sẽ xuất hiện cái thông báo lỗi khi biến A đã được khai báo và chúng ta lại khai báo một biến A khác thì sẽ thông báo lỗi và chúng ta có thể lưu nội dung của file sau đó kích phải chọn run call và lúc này thì sẽ xảy ra cái thông báo lỗi và chúng ta thấy cái nội dung của thông báo lỗi có cái dạng thức như thế này là ở tại dòng thứ bảy và chúng ta thấy là dòng thứ bảy sau đó thông báo lỗi là redeclaration of a which now linkable tức là chúng ta sẽ đã khai báo lại cái biến a và ở đây thì cái biên A đã khai báo lại trong khi A đã xuất hiện ở trong cái dòng thứ năm và tiếp tục làm cái previous declaration of A were here tức là ở tại dòng 5 thì đã khai báo trước đó với những cái thông báo lỗi này là viết bằng tiếng Anh và chúng ta cũng cần phải làm quen và đọc nội dung của các cái thông báo lỗi tiếng Anh để giúp cho chúng ta có thể tìm coi thử nguyên nhân ở chỗ nào và khắc phục. Ở trong tình huống này thì chúng ta có thể thay vì khai báo biến A thì có thể khai báo biến A và kích phải chọn run khâu để chạy lại thì lúc này nếu thành công thì chương trình sẽ thông báo ra ở đây thì chúng ta sẽ thấy là thực hiện chương trình rồi sau đó là không có cái kết quả hiển thị và chương trình kết thúc thì không có cái thông báo lỗi nào xảy ra và chúng ta có thể kích phải và chọn clear output để xóa các cái nội dung ở trong cái cửa sổ output giúp cho các lần chạy ở sau thì chúng ta kích phải chọn run khâu thì chỉ thấy được cái kết quả ở lần sau và giảm bớt cái thông tin hiển thị ở trong cái cửa sổ output ở trong tình huống chúng ta mong muốn là khai báo một biến ví dụ là khai báo một biến long và có cái tên biến đó là ít thì rõ ràng là khi khai báo một biến và trùng với từ khóa của c ít là từ khóa của c thì sẽ nhận được cái thông báo lỗi nó như thế này tức là expected an identifier và lúc này chúng ta phải đổi cái tên biến cho phù hợp và không được trùng với từ khóa ví dụ như là age tiếp theo chúng ta có thể khai báo một biến ví dụ là salary và biến này sẽ bắt đầu bằng dấu là gạch dưới sau đó là salary thì biến này được chấp nhận và khai báo biến 3A khi khai báo biến 3A như thế này thì sẽ nhận được cái thông báo lỗi vì tên biến không thể bắt đầu bằng một cái ký tự chữ số bắt buộc là phải bắt đầu bằng một cái ký tự chữ cái hoặc là ký tự gạch dưới và chúng ta bắt buộc phải đổi lại ở đây thì sẽ đổi lại đó là năm chẳng hạn như vậy và trong trường hợp ví dụ là chúng ta có cái biến đó là điểm trung bình bằng 5. Và khi mà sử dụng gán giá trị 5 cho điểm trung bình thì chúng ta sẽ thấy là xuất hiện cái thông báo lỗi ở đây. Và muốn biết thông báo lỗi như thế nào thì chúng ta di chuyển vào cái con trỏ chuột vào tại cái vị trí của biến và sẽ thấy được cái nội dung. Nội dung của thông báo lỗi đó là định danh identifier là định danh e-identify, tức là đã không được định nghĩa, tức là không được định nghĩa ở trong một chương trình và chúng ta cần phải khai báo biến điểm trung bình sau đó mới có thể sử dụng được biến và ở đây có thể chỉnh sửa lại là khai báo biến điểm trung bình có kiểu dữ liệu int tức là số nguyên có kiểu int và điểm trung bình khi khai báo và khởi gán giá trị cho biến theo cái dạng thức như thế này thì chúng ta có thể sử dụng một cái kỹ thuật đó là khai báo biến điểm trung bình bằng 5 có nghĩa là vừa khai báo biến mà vừa gán giá trị cho biến tức là khởi gán giá trị cho cái biến điểm trung bình là bằng năm và hai cái đoạn lệnh này là tương tự nhau và trong nhiều tình huống thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai cái này và để cho chương trình có thể chạy được thì chúng ta cần sử dụng comment tức là chú thích cái đoạn lệnh trên hoặc là chú thích cái đoạn lệnh dưới thì giúp là tránh bị khai báo trùng tên biến ở trong chương trình C và kích phải chọn run khâu để chạy chương trình thì chúng ta thấy là cái kết quả thực hiện thì không có lỗi xảy ra tuy nhiên nếu mà chúng ta ăn comment tức là sẽ bỏ cái phần chú thích này và kích phải chọn run khâu thì sẽ xuất hiện cái thông báo lỗi đó là điểm trung bình bị khai báo lại tức là redeclaration of điểm trung bình with no linkable uh, linkage và vì vậy thì chúng ta bổ sung trở lại comment để giúp cho chương trình có thể là chạy được ở đây thì trở lại với các cái khai báo tên của các biến thì chúng ta đang sử dụng tên biến a, a, b, c và khi mà lập trình nếu sử dụng tên biến a, b, c, d, e như thế này thì rõ ràng là cái việc nhận diện giá trị sẽ được lưu vào cho biến này thì rất là khó khăn và trong quá trình lập trình thì chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều biến từ hàng chục biến lên tới hàng trăm biến và cái vấn đề là chúng ta sẽ đi bus, tức là gỡ lỗi chương trình rồi phải đọc chương trình để xem là các cái biến nó mang giá trị như thế nào và diễn biến cái quá trình thực hiện của chương trình như thế nào thì rất là khó khăn và các bạn khi đặt tên biến thì lưu ý là đặt tên biến cho có ý nghĩa ví dụ như thay vì cái đặt tên biến C thì chúng ta có thể sử dụng là ví dụ như đây là customer ID thì đặt tên biến theo cái dạng đó là camel case mà đã được hướng dẫn thì chúng ta sẽ xác định đó là từ đầu tiên của biến là viết thường và từ tiếp theo tức là các tất cả các từ tiếp theo sẽ viết hoa cái ký tự đầu tiên tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về hàng số hàng số còn được gọi là constant là tiếng Anh là các cái giá trị không thể thay đổi trong khi chương trình thực hiện và có thể có một cái kiểu dữ liệu bất kỳ nào đó như là kiểu dữ liệu số nguyên, số thực, cái dữ liệu ký tự hay là chuỗi. Và ví dụ là chúng ta cần tạo ra hằng số pi mang giá trị 3.14 và giá trị này sẽ không thể thay đổi trong suốt cái quá trình thực hiện của chương trình và chúng ta có thể tạo ra hàng số A là 2.71 và giá trị này cũng không được thay đổi trong suốt cái quá trình chương trình thực hiện và lúc đó sẽ sử dụng kỹ thuật là tạo ra các cái hàng số ở trong chương trình C cách định nghĩa các hàng số là có hai cách một là sử dụng dấu thang và define xác định tên của hàng số và giá trị được gắn cho hàng số và giá trị này sẽ không được đổi trong suốt các quá trình chương trình thực hiện. Cách thứ hai là sử dụng từ khóa Constant xác định kiểu dữ liệu của hàng số, xác định tên hàng số và dấu bằng, giá trị của hàng số và dấu chấm phẩy. Ví dụ là Define b là 3.14 và cách thứ hai constant int là kiểu dữ liệu của hàng số b và xác định dấu bằng và 3.14 và dấu chấm phẩy Ở trong phần demo sẽ demo cách tạo ra các hàng số và sử dụng các hàng số. Mở trở lại Visual Studio Code và tạo ra file mới đặt tên đó là constant c nhấn enter ở trong này thì sẽ include stdio.h và gõ vào main bổ sung phần khai báo là constant và ở đây thì chúng ta có thể define và xác định constant pi và 3. 1 Tương tự như vậy thì chúng ta có thể có cái cách là định nghĩa đây thì sẽ là định nghĩa à, kiểu dữ liệu float và y bằng 2.71. Thì đây là hai cái cách định nghĩa hằng số ở trong lập trình C. Và trong cái quá trình mà chúng ta làm việc ở trong chương trình và xử lý thì chúng ta có thể là sử dụng ví dụ như là khai báo biến uh, area thì có thể gắn và lấy giá trị của B tiếp theo thì uh, có thể khai báo uh, biến dài và lấy giá trị của hàng số A uh, tuy nhiên nếu chúng ta muốn là thay đổi giá trị của hàng số ở trong chương trình thì sẽ gặp vấn đề ngay lập tức thì lúc này các bạn sẽ thấy là expression must be modifiable value tức là lúc này thì sẽ không cho thay đổi giá trị của một cái hàng số ở trong chương trình và đó là cái công dụng của hàng số thì sẽ giúp cho chúng ta là khi định nghĩa các cái giá trị và tham chiếu ở trong chương trình thì chúng ta có thể là sử dụng giá trị này nhiều lần và trong tình huống mà chúng ta mong muốn là thay đổi giá trị thì chúng ta có thể là điều chỉnh giá trị được thay đổi và được mô tả trong cái lúc là định nghĩa hàng số và ở đây thì định nghĩa và thay đổi ở đây và khi thay đổi ở đây thì các cái giá trị tham chiếu ở trong chương trình sẽ thay đổi theo và công dụng rất là lớn của constant ở trong cái lập trình C. Để có thể đọc dữ liệu do người dùng nhập vào từ bàn phím cũng như là hiển thị dữ liệu thì chúng ta sẽ sử dụng các hàm cho phép nhập xuất dữ liệu. Trong ngôn ngữ lập trình C, sử dụng Bring App để xuất dữ liệu ra màn hình console và sử dụng hàm Scan App dùng để đọc giá trị do người dùng nhập vào từ bàn phím và ví dụ là bring app xin mời nhập vào tuổi thì có nghĩa là sẽ hiển thị ra dòng chữ xin mời nhập vào tuổi ở trong cái màn hình console và để có thể đọc giá trị tuổi do người dùng nhập vào từ bàn phím thì chúng ta cần phải khai báo biến tuổi và khởi gán giá trị ban đầu là không gọi thực hiện hàm scan app hàm scanf sẽ bao gồm hai cái tham số truyền vào tham số đầu tiên sẽ xác định cái định dạng giá trị cho các cái tham số thứ hai trở đi thì phần trăm d là định dạng sẽ nhập vào giá trị số nguyên và xác định là cái biến dùng để lưu giá trị do người dùng nhập vào đó là biến tuổi và dấu a còng ở trước biến tuổi để xác định chính xác vị trí của biến tuổi ở trong bộ nhớ và hàm scanf sẽ đọc giá trị do người dùng nhập vào và lưu vào vị trí của biến tuổi và để có thể hiển thị ra tuổi thì gọi thực hiện bring app và hiển thị thông tin tuổi của bạn là và phần trăm d là định dạng hiển thị là giá trị số nguyên và sẽ lấy giá trị của tuổi và đưa vào vị trí của phần trăm d để có thể đọc chính xác giá trị cho các biến thì chúng ta xem xét là chuỗi định dạng dữ liệu. Thì chuỗi định dạng dữ liệu sử dụng cho các hàm printf và scanf để định dạng xuất hay là định dạng nhập dữ liệu tương ứng. Và chúng ta có các cái chuỗi định dạng cơ bản là phần trăm C là dùng để nhập một ký tự. Phần trăm D là dùng cho kiểu int để đập nhập một giá trị số nguyên có kiểu int và phần trăm u là để nhập một giá trị unsigned int, tức là giá trị số nguyên không dấu phần trăm f là để nhập giá trị số thực là float phần trăm rf là dùng để nhập giá trị có kiểu dữ liệu double tức là số thực lớn double phần trăm s là chuỗi ký tự ví dụ là chúng ta đã sử dụng phần trăm f ở trong scan f điểm trung bình để cho phép là nhập điểm trung bình vào từ bàn phím và để hiển thị giá trị điểm trung bình thì chúng ta có thể sử dụng phần trăm F và điểm trung bình để có thể xác định chính xác là phần trăm nào thì chúng ta sẽ căn cứ vào kiểu dữ liệu của biến và kiểu dữ liệu của giá trị mà cần thao tác và ở đây thì float và có thể ánh xạ đó là float thì sẽ cần sử dụng đó là phần trăm F ở trong phần demo sẽ demo cách hiển thị và đọc thông tin do người dùng nhập vào từ bàn phím chạy chương trình view studio code và trước khi tạo ra chương trình cho phép nhập giá trị vào cho biến thì chúng ta cần phải thực hiện hiệu chỉnh thì kích vào cửa sổ extension và lựa chọn code runner thì kích vào manage và sử dụng đó là extension settings và sau đó thì chúng ta di chuyển và lựa chọn tùy chọn run in terminal để cho phép là sử dụng cái cửa sổ terminal của visual studio code để chạy chương trình và lúc này thì cho phép là chúng ta có thể nhập các cái giá trị vào cho các biến ở trong chương trình sau khi tích vào thì các bạn có thể lưu ý là tùy chọn set for files before run thì chúng ta cũng tích luôn vào tùy chọn này đóng cửa sổ setting và đóng cái cửa sổ hiển thị thông tin của extension kích vào trong explorer và kích chọn new file đặt tên đó là gba.c nhấn enter và gõ vào include standard ao.h gõ main và sẽ nhập thông tin thì trước hết sẽ khai báo đó là điểm trung bình đây là biến điểm trung bình sử dụng hàm bring app đây là nhập điểm trung bình mục đích của cái bring app là sẽ hiển thị thông tin để cho người dùng biết là người dùng sẽ cần phải thực hiện gì và chúng ta có thể kích phải chọn run câu để chạy chương trình và lúc này thì sẽ thấy ra được thông tin đó là nhập điểm trung bình thì đây là cái câu lệnh yêu cầu người dùng là nhập điểm trung bình tuy nhiên với print thì chỉ hiển thị thông tin và không chờ đợi người dùng nhập dữ liệu vào cho nên là chương trình thoát luôn chúng ta có thể Uh, sử dụng hàm printf và sẽ nhập giá trị đó là phần trăm F và điểm trung bình. Kết phải chọn run code để chạy chương trình và nhập điểm trung bình. Sau đó người dùng nhập vào 4.5 và nhấn enter. Và lúc này thì chương trình thoát. Và kết phải chọn run code nhập điểm trung bình và nhập 2 nhấn enter thì chương trình kết thúc. Sau khi người dùng nhập điểm trung bình xong thì chúng ta có thể hiển thị trở lại điểm trung bình của người dùng. Ở đây thì điểm trung bình của bạn là và sử dụng phần trăm F xác định đây là điểm trung bình và chấm phẩy trong cái tổ chức chương trình của C thì các bạn lưu ý là phương thức men sẽ bắt đầu bằng dấu mở hoặc nhọn và dấu đóng hoặc nhọn. Sau đó chúng ta sẽ thuộc vào một tab và ở đây thì các bạn sẽ sử dụng tab và sẽ xác định đó là canh giữa các cái lệnh ở trong hàm men. Ở đây là hàm men thì thuộc vào và canh chỉnh đều như thế này. Thì cái lỗi mà chúng ta thường gặp khi các bạn mới lập trình thì các bạn có thể đặt nó lộn xộn như thế này thì uh, thực ra đặt uh, lộn xộn và lung tung cả lên uh, khi mới bắt đầu học lập trình thì đây là một cái lỗi mà của nhiều bạn khi chúng ta đặt lộn xộn thì sẽ gây khó cho chúng ta trong cái vấn đề là gỡ lỗi chương trình sau này cũng như là đọc lại cái nội dung để tìm kiếm các cái vấn đề hay là các cái lỗi logic hay là các cái vấn đề mà chúng ta uh, đã gặp ở trong chương trình. Còn về mặt thực hiện thì các bạn có thể run code thì chương trình vẫn thực hiện bình thường. Ở đây thì kết quả thực hiện là yêu cầu nhập điểm và vẫn thực hiện bình thường như thế này. Chúng ta có thể thực hiện lệnh là clear screen để xóa các cái màn hình thực hiện trước đó. và câu hỏi đặt ra là khi trình bày mà nó mang cái yếu tố lộn xộn thì sẽ gây khó cho chúng ta và cách khắc phục nó như thế nào thì các bạn có thể kích phải và chọn format document thì lúc này chương trình sẽ thực hiện là căn chỉnh lại và chúng ta nhìn vào chương trình thì sẽ thấy rất là rõ ràng và cái căn chỉnh là các câu lệnh con ở trong phương thức men sẽ được căn đều với nhau và bắt đầu và kết thúc. Chúng ta cũng lưu ý là kết thúc mỗi cái câu lệnh ở trong chương trình C thì lưu ý là dấu chấm phẩy. Nếu chúng ta không có dấu chấm phẩy thì sẽ nhận cái thông báo lỗi và bắt buộc phải thêm dấu chấm phẩy vào. Và ở đây kích phải chọn run câu để chạy chương trình sau khi chỉnh sửa. Nhấn 6 và nhấn enter à, chúng ta sẽ thấy là cái điểm trung bình của chúng ta không có xuất hiện và cái kết quả thì à, cũng như thế này thì rõ ràng là cái chúng ta không nhận được cái thông tin và cái kết quả hiển thị khi các bạn gặp lỗi như thế này thì đây là một cái lỗi thường gặp của những người mới học lập trình c và lúc này trong scan app trước điểm trung bình thì chúng ta thêm dấu và vào và sau đó kích phải chọn run code nhập điểm trung bình 6 nhấn enter thì sẽ hiển thị ra đó là điểm trung bình của bạn đó là 6 và để có thể hiểu rõ hơn vấn đề thì với cái câu lệnh với uh, câu lệnh là scan f thì yêu cầu là nhập giá trị có kiểu dữ liệu float vào cho cái vùng nhớ được quản lý bởi điểm trung bình và để lấy địa chỉ của vùng nhớ thì chúng ta cần phải thêm dấu và vào nếu không có dấu và thì sẽ là lấy địa chỉ từ giá trị điểm trung bình đang chứa và lúc này có thể gây ra vấn đề là khiến cho chương trình là kết thúc mà không có thể thực hiện các cái phần ở tiếp theo và các bạn lưu ý là thiếu dấu và là cái lỗi mà thường gặp đối với những bạn mới bắt đầu học lập trình C. Si. Và nếu chúng ta thêm dấu và vào thì sẽ nhập 6 và hiển thị ra được 6 ở trong cái phần bên dưới. Ở trong printf F để hiển thị kết quả của điểm trung bình khi viết là phần trăm F thì giá trị của điểm trung bình sẽ được đưa vào ở trong cái vị trí của phần trăm F và cái kết quả hiển thị đó là điểm trung bình của bạn là và cái giá trị 6.00 vậy đây là cái giá trị có kiểu dữ liệu số thực khi các bạn gặp lỗi như thế này thì đây là một cái lỗi thường gặp của những người mới học lập trình C và lúc này trong scan app trước điểm trung bình thì chúng ta thêm dấu và vào và sau đó kích phải chọn Run khâu Nhập điểm trung bình 6, nhấn Enter thì sẽ hiển thị ra đó là điểm trung bình của bạn, đó là 6. Và để có thể hiểu rõ hơn vấn đề thì với cái câu lệnh với câu lệnh là scan F thì yêu cầu là nhập giá trị có kiểu dữ liệu float vào cho cái vùng nhớ được quản lý bởi điểm trung bình và để lấy địa chỉ của vùng nhớ thì chúng ta cần phải thêm dấu và vào. Nếu không có dấu và thì sẽ là lấy địa chỉ từ giá trị điểm trung bình đang chứa và lúc này có thể gây ra vấn đề là khiến cho chương trình là kết thúc mà không có thể thực hiện các cái phần ở tiếp theo. Và các bạn lưu ý là thiếu dấu và là cái lỗi mà thường gặp đối với những bạn mới bắt đầu học lập trình C. Si. Và nếu chúng ta thêm dấu và vào thì sẽ nhập 6 và hiển thị ra được 6 ở trong cái phần bên dưới. Ở trong print F để hiển thị kết quả của điểm trung bình khi viết là phần trăm F thì giá trị của điểm trung bình sẽ được đưa vào ở trong cái vị trí của phần trăm F và cái kết quả hiển thị đó là điểm trung bình của bạn là và cái giá trị 6.00 Vậy đây là cái giá trị có kiểu dữ liệu số thực Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học thì trong bài học đã tìm hiểu khái niệm về biến variable và cách khai báo biến cũng như là sử dụng biến khái niệm về hằng constant thực hiện nhập xuất dữ liệu với các hàm bring app là cho phép hiển thị dữ liệu và scan app cho phép đọc giá trị do người dùng nhập vào từ bàn phím. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.